À, kính chào quý vị khán giả, quý vị khán giả nghĩ như thế nào cái sân khấu show diễn cuộc đời ngày hôm nay tại thành phố Nha Trang xinh đẹp? Và thưa quý vị các bạn, là hôm nay là chương trình show diễn cuộc đời để giúp cho bạn Ngọc Thịnh ở thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang thì sẽ diễn ra ở tại đây. Và trước tiên thì Colorman cùng với ekip xin được gửi lời cảm ơn đến ban quản lý, ban lãnh đạo của Champa Island Resort đã hỗ trợ cho Colorman và toàn bộ ekip một cái địa điểm vô cùng xuất sắc. Và ngay bên bờ sông Cái, ngay cái cửa sông luôn, rất là đẹp. Buổi chiều vô cùng mát, vô cùng thơ mộng, quý vị các bạn thân mến. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì chương trình show diễn cuộc đời sẽ diễn ra. Và Colorman cũng hy vọng rằng là ngày hôm nay cũng lại tiếp tục là một cái show diễn cuộc đời, một cái chương trình show diễn cuộc đời thực sự là ấn tượng và đáng nhớ. Bởi vì không chỉ có bạn Ngọc Thịnh kỷ lục gia của chúng ta, một cái bạn mà kỷ lục gia trẻ, năm nay mới có 21 tuổi thôi, nhưng mà bạn có thể chơi được 14 nhạc cụ thành thạo. Năm 12 tuổi là Ngọc Thịnh đã được đạt được cái danh hiệu kỷ lục gia châu Á rồi. Nhưng mà gần 10 năm trôi qua, Ngọc Thịnh vẫn vậy, vẫn rất lam lũ, vẫn rất khổ, và phải đi đàn đám cưới, đàm tiệc dăm 300.000. Nói chung là cuộc sống khó khăn lắm. Cũng mong là ngày hôm nay thì Colorman sẽ giúp bạn kiếm được thêm một cái số vốn nho nhỏ để bạn có thể thực hiện cái giấc mơ của mình, đó là làm một cái phòng thu. Và không chỉ có Ngọc Thịnh ngày hôm nay thì còn có anh Thanh Điền cũng đến tham gia chương trình ngày hôm nay, rồi có luôn một cái giọng ca mà chắc chắn tất cả quý vị bạn đều thích, đó là nam ca sĩ Xuân Hòa, cũng bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình show diễn cuộc đời. Chương trình show diễn cuộc đời, rồi ta làm lại chương trình, nhưng mà chương trình kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình show diễn cuộc đời. Chương trình show diễn cuộc đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện, với sự đồng hành của hai nhãn hàng Colorman Fashion và Colorman Foodmart. Chương trình show diễn cuộc đời được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì cho phép Colorman được gửi lời cảm ơn đến các đơn vị sau đây đã hỗ trợ cho chương trình show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Đầu tiên xin được chân thành cảm ơn ban quản lý Champa Island Resort Nha Trang đã tài trợ địa điểm tổ chức cho chương trình ngày hôm nay. Có thể nói đây là một cái địa điểm mà tất cả các anh em trong ekip của Colorman đều rất là ấn tượng, và chắc chắn ngày hôm nay quý vị và các bạn đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ cũng phải thừa nhận với mình rằng đây là một trong những cái sân khấu mà vô cùng đẹp đẽ và vô cùng lãng mạn trong tất cả các chương trình show diễn cuộc đời trước đây, đúng không ạ? Cảm ơn đến một cái đơn vị luôn luôn đồng hành với Colorman cũng như các chương trình của công ty Điền Quân, đó là Pixel Factory, đơn vị thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng và cho thuê phim trường. Và xin quý vị trân trọng bài. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Colorman cũng rất vui một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của tất cả quý bà con cô bác của Hội Người Mù thị xã Ninh Hòa đã đến đây để ủng hộ tinh thần cho bạn Bùi Ngọc Thịnh. Và kính thưa quý vị các bạn, có lẽ không để quý vị các bạn chờ đợi lâu nữa, bây giờ thì mời quý vị các bạn chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là bạn Bùi Ngọc Thịnh, kỷ lục gia châu Á. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, thì có lẽ chúng ta xin dành ít phút để cho Ngọc Thịnh cùng với lại bạn Văn Nhật là bạn của Ngọc Thịnh đã lên step âm thanh. Kính thưa quý vị các bạn, thì có thể là quý vị các bạn một số người đã biết, nhưng mà mình cũng tin chắc rằng là rất nhiều người chưa biết. Ngọc Thịnh năm nay là 21 tuổi, nhưng
nhưng mà Ngọc Thịnh đã đạt kỷ lục gia châu Á vào năm bạn mới có 12 tuổi. À, lúc bấy giờ thì Ngọc Thịnh đã chơi được 14 nhạc cụ. Và ngày hôm nay thì chắc là chú cũng xin phỏng vấn nhanh Ngọc Thịnh là cho tới giờ phút này thì Ngọc Thịnh đã chơi được bao nhiêu nhạc cụ? Dạ, nếu chơi thuần thục thì 14, nhưng nếu mà tính các cái nhạc cụ mà mình có thể chơi được thì tầm khoảng cỡ 18 hoặc là trên nữa. Ngày hôm nay chú thấy trên đây, trên cái sân khấu này có ngay trong cái tiết mục đầu tiên thì chú cũng thấy là có một khá nhạc cụ ha, có cái đàn bầu nè, có đàn chim nè, rồi có luôn cả cây mandolin nữa. Thì chú không biết là trong tiết mục đầu tiên này thì cái tiết mục này là gì mà có nhiều nhạc cụ như vậy, Ngọc Thịnh có thể tiết lộ cho quý khán giả được không ạ? Dạ, con cũng xin một mí quý khán giả là tiết mục này thì tiết mục cũng rất là vui để gửi đến toàn thể các cô chú anh chị. Và thì cái điều đặc biệt của tiết mục này là con sẽ vừa chơi đàn và vừa chơi trống. Con sẽ vừa đạp trống và vừa chơi các nhạc cụ ở bên trên. Dạ. Thì các nhạc cụ hôm nay con đem đến là cũng rất mong được sự đón nhận và ủng hộ của toàn thể các cô chú anh chị xem chương trình. Dự kiến trong ngày hôm nay thì giám đốc âm nhạc cũng như ban tổ chức dự kiến sẽ bố trí cho Thịnh chơi bao nhiêu nhạc cụ cả thấy? Dạ thì hôm nay thì dự kiến là con sẽ chơi tầm khoảng 7 đến 8 nhạc cụ, tại vì có một số nhạc cụ thì không thể đem lên sân khấu được vì quá cồng kềnh. Ngọc Thịnh có thể chia sẻ cho quý khán giả biết là Ngọc Thịnh đã bắt đầu làm quen với âm nhạc từ năm mấy tuổi? Dạ thì hôm nay con cũng xin chia sẻ với toàn thể quý khán giả là con làm quen với âm nhạc là từ năm con 6 tuổi. Trước lúc qua đó thì tầm 3 tuổi là con đã đam mê về âm nhạc. Thì cứ hội trước đó thì hội có đi diễn thì con ba mẹ cũng ẵm con đi theo, tại đâu có ai giữ. Rồi con tới đó con nghe nhạc không cho con hát thì con nào cũng khóc. Thành ra ba mẹ tưởng con bị gió hay bị gì thì ẵm về nhà hỏi tại sao khóc. Nói dạ tại do không cho con hát nên con khóc. Rồi từ đó thì ba mẹ mới cho con đi hát, con đội văn nghệ. Thì con cảm thấy niềm đam mê đầu tiên của con là đam mê với dàn trống. Thì lúc đó con xin ba mẹ cho con đi học, nhưng mà đến lúc đó là ba mẹ con cũng có điều kiện để cho con đi học. Rồi xin biết đó, thì ba mẹ cũng chịu không được, ba mẹ cũng mượn tiền để cho con đi học. Nhưng mà rồi lúc đó thì con tới thầy là không chịu nhận, tại vì lý do là con quá nhỏ, lúc đó con mới có 5 tuổi. Thì ba mẹ mới thấy con thích quá không biết làm sao, thì lúc 6 tuổi thì ba mẹ mới nói với thầy là dạy cho một chú hội viên trong hội để cho thầy tới thì biết là dạy cho con. Thầy mới nói là nếu như một ngày con có thể học được 3 tiết điệu trống khác nhau thì thầy sẽ nhận dạy con. Thì thầy không nghĩ là những người bình thường cũng không có thể một ngày mà học 3 điệu trống, tại thầy chỉ ở đó 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì con cũng nghĩ là bây giờ mình muốn học thì phải cố gắng, thì con đã làm được điều đó nên thầy nhận dạy con. Có nghĩa là cái nhạc cụ đầu tiên mà Thịnh làm quen đó là trống hả? Dạ, nhạc cụ đầu tiên con làm quen là trống. Dạ thì con tiếp theo đó là con đi diễn với hội thì thông thường là cứ hát nhạc rồi hát cải lương. Mà lúc đó hát cải lương là hội phải thuê người để đi đánh đàn. Thì hội thì đã không có tiền mà còn đi thuê người nữa thì cũng rất là tốn chi phí. Cái thứ hai nữa là con rất là có niềm đam mê, tại con nghe đài nhiều, con cũng rất là thích đờn guitar cổ nên là nhạc cụ tiếp theo con học guitar cổ. Rồi tiếp theo nữa thì con có niềm đam mê với organ, con học organ. Rồi thì khi mà học cái nhạc cụ đó là giống như trong người mình nó có một cái ngọn lửa gì đó mà thôi thúc mình học và hết nhạc cụ này đến nhạc cụ khác. Thì con học và đàn sến, đàn cò, tranh, đàn kiềm, mandolin, đàn bầu, guitar bass, đàn guitar, đàn hồ, cùng một số nhạc cụ khác nữa như violon, thổi tiêu, và con còn biết thêm một số nhạc cụ khác nữa như là piano, trống ca dông, rồi
mà thổi kèn, nói chung là con biết cũng còn thêm một số nhạc cụ nữa, thì các nhạc cụ thì con đã thành thục thì con chơi được 14 nhạc cụ, còn có một số nhạc cụ khác nữa. Như vậy là trong vòng 6 năm mà con học và con chơi thuần thục được 14 nhạc cụ. Dạ thì trong 6 năm đó thì con thuần thục được. Và những năm tiếp theo thì con suy nghĩ là sẽ tập luyện nhiều hơn. Trong cái năm 2012 thì con nhận được cái giải kỷ lục châu Á. Con nhận được 2 năm, năm 2011 và năm 2012. Thì đến tiếp theo là con thiên về học thêm về họa âm phối khí để làm nhạc. Cho phép chú hỏi con là cái chương trình Sôi Diễn Cuộc Đời thì chắc chắn thì con cũng biết cái nội dung của chương trình Sôi Diễn Cuộc Đời rồi ha. Và mục đích ý nghĩa của Sôi Diễn Cuộc Đời như thế nào thì chắc là quý khán giả cũng không còn xa lạ gì với cái chương trình này nữa, bởi vì cho đến ngày hôm nay thì chương trình Sôi Diễn Cuộc Đời cũng đã đi quá nửa đoạn đường rồi. Vậy thì Ngọc Thịnh có hy vọng gì nếu như ngày hôm nay Sôi Diễn Cuộc Đời diễn ra thành công và con nhận được một cái số tiền kha khá của quý bà con Mạnh Thường Quân từ ở những nơi xa xôi cũng như là ở tại sân khấu này ủng hộ con, thì con sẽ làm gì? Dạ thì con cũng kính thưa chú cùng các cô chú, thì con cũng rất là ước mơ. Con thì đang học hòa âm và con cũng đã làm hòa âm được, nhưng mà thì con cũng rất là ước mơ là được có một những thiết bị để phục vụ thêm cho công việc hòa âm con, ví dụ như là micro để thu âm hoặc là các thiết bị trong phòng thu. Và con còn ước mơ để mua thêm nhạc cụ, và còn một số ước mơ nữa là để giúp đỡ thêm được cho ba mẹ bớt đi khó khăn. Dạ kính thưa quý khán giả, kính thưa quý khán giả là Carmen chỉ tất cả những thông tin vừa rồi là những thông tin mà mình đã chia sẻ trong những cái video trước đó. Và kính thưa quý khán giả thì ngày hôm qua mình có đến nhà của Ngọc Thịnh và thực sự là mình rất là xúc động. Mình có vào thăm cái phòng thu của bạn, một cái phòng thu nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh. Và ngày hôm qua cũng là cái ngày mình mới biết được thêm một thông tin, đó là Ngọc Thịnh đã nhận được cái danh hiệu kỷ lục gia châu Á vào năm 2011, có nghĩa là đến nay đã 10 năm. Đây là một cái tài năng mà nếu như ở độ tuổi đó, cách đây 10 năm, lúc đó là Ngọc Thịnh mới có 11, 12 tuổi thôi. Và có thể nói nếu mà ở độ tuổi này 11, 12 tuổi mà nhận được kỷ lục châu Á với 14 nhạc cụ chơi thuần thục thì có thể nói là một cái thiên tài. Ấy vậy mà cho đến nay là 10 năm sau thì Ngọc Thịnh vẫn như thế. Và ngày ngày Ngọc Thịnh phải mưu sinh bằng cái việc là chờ xô, ai kêu đám cưới, ai kêu đám, nói chung là các đám gì Ngọc Thịnh cũng đi, để hy vọng là kiếm được một ít tiền về phụ giúp cho gia đình. Một xô đám cưới, thưa quý vị các bạn, là cái xô nào mà tốt nhất là khoảng 350.000, chưa tính tiền xe cộ, xăng cộ đi tới đi lui. Còn cái xô nào mà coi như gọi là xô làng, xô xã, bà con kêu thì cho nhiêu cho. Thực sự mình cảm thấy rất là xót xa. Và chính vì vậy cho nên ngày hôm nay thì Colorman cũng mong rằng là quý bà con cô bác xem chương trình tại đây cũng như là đang xem qua livestream của Colorman trên Facebook và YouTube, chúng ta hãy cùng chung tay để ủng hộ và chấp cánh cho cái ước mơ của một cái tài năng trẻ, đó là bạn Bùi Ngọc Thịnh. Và bây giờ thì có lẽ là hôm nay thì đến đây thì Colorman cũng được biết là có một cái người bạn tâm giao, bạn rất là thân với Thịnh. Cũng chơi nhau cũng đâu đó cũng 10 năm rồi phải không con? Chơi với nhau là 10 năm rồi ạ. Thì con với ảnh là gặp nhau tại Hà Nội, là anh em đi thi chung. Con là thi nhạc cụ cho đội Khánh Hòa, ảnh là thi cho đội Đà Nẵng. Anh em với nhau từ lúc đó luôn. Dạ, anh tên là Nhật, ảnh tên đầy đủ là Võ Văn Nhật. Và kính thưa quý vị các bạn, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng chào đón bạn Văn Nhật, người bạn chí tâm giao của Ngọc Thịnh với ra tiết mục đầu tiên hòa tấu Melodia Lazuzzi bài ca số số. Và
Ngọc Thành sẽ biểu diễn kiềm, trống, mandolin và đàn bầu cùng với organ của bạn Văn Nhật. Xin mời quý vị và bạn cùng thưởng thức. Cơm tài ba của chúng ta đệm cho Xuân Hòa bài Ngắm Hoa Lệ Rơi, một sáng tác của tác giả Duy Cường. Ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình giữa anh một mình đã anh lặng thinh, nhìn em bước về tay cầm tay vui đùa cùng với ai. Oh,
À, quý vị các bạn thân mến, vừa rồi là một cái tiết mục đầy ngẫu hứng và không có trong kịch bản của chương trình ngày hôm nay, đó là phần màn song tấu giữa Ngọc Thịnh và anh Thanh Điền, tác phẩm Tây Du Ký. Quý vị các bạn cho một tràng vỗ tay nữa. Rất tiếc là ngày hôm nay là vì cái đàn kìm nó hết pin, chứ không thì chúng ta cũng sẽ được nghe thêm tiếp theo là hai tiết mục giao lưu nữa. Dạ. Bài gì lô tô? Làm bài nữa hả? Despacito. Làm bài nữa đi, làm Despacito hả? Không Thịnh là guitar, nữa Ngọc Thịnh là Thanh Điền, và đây cũng hoàn toàn là một tiết mục ngẫu hứng và không có tập dượt gì trước hết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ngọc Thịnh rất là nhiều với hai tiết mục song tấu đầy ngẫu hứng và không hề có tập dượt trước. Xuống được chưa? Mẹ của Ngọc Thịnh đó là cô Thu Thủy, và kế bên cô Thu Thủy đó chính là anh Văn Lộc, là bố của Ngọc Thịnh.
quý vị và bạn thân mến, thì trong các video trước đó thì chắc là quý vị và bạn vẫn còn nhớ là mình có đến thăm cái hội người mù thị xã Ninh Hòa, thì cũng có thấy hình ảnh của hai anh chị. Thưa quý vị các bạn, thì hai anh chị mỗi ngày, cái công việc hàng ngày của hai anh chị là đi làm chổi, bó chổi ở tại hội người mù, với một số tiền rất là ít ỏi. Có lẽ mình cũng không tiện nói ra đây. Chị thì tước những cái lông chổi, còn anh thì là bó, dùng kẽm để bó lại từng cây chổi. Và chính mắt Coleman cũng đã trông thấy cái sự chứng kiến cái điều đó. Và hai anh chị đã bền bỉ làm những công việc như vậy để nuôi dưỡng cái giấc mơ của con trai mình. Ngọc Thịnh là con trai duy nhất của hai anh chị. Hôm nay thì chị Thủy có muốn chia sẻ gì với quý vị khán giả không ạ? Em xin chào anh Vũ Điền cũng như Coleman. Thì nhắc đến Ngọc Thịnh thì cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Khi em cũng như anh Văn Lộc gặp nhau thì cái mơ ước của vợ chồng em thì cũng mong muốn là sinh Ngọc Thịnh ra để được sáng mắt như tất cả cặp vợ chồng khác. Nhưng mơ ước đó không về với hiện thực. Thì không may là khi em mang bầu Ngọc Thịnh thì lúc 7 tháng thì Ngọc Thịnh sinh là đã non rồi. Nên Ngọc Thịnh rất là yếu. Lúc đó thì em nghĩ là Ngọc Thịnh giống như bố mẹ, là Ngọc Thịnh không nhìn thấy đâu. Tôi nghĩ là Ngọc Thịnh yếu nên là mắt yếu thôi. Lúc lên 6 tháng, 7 tháng em có đưa đồ chơi cho Thịnh thì Thịnh không có nhìn, không có bóc được đồ chơi. Thì lúc đó em cũng không biết, nhiều người an ủi thì nói không sao, nhưng mà em cũng nghi ngờ rồi. Nhưng mà khi mà biết được Ngọc Thịnh như vậy thì em cũng rất là buồn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, đây là một cái trường hợp mà mình nghĩ, một cái gia đình mà mình nghĩ là cho mình rất là nhiều cảm xúc. Cả hai anh chị thì đều khiếm thị, anh Lộc và chị Thủy đều khiếm thị. Và khi mà sinh được cháu Ngọc Thịnh thì như chị Thủy chia sẻ đó, cũng hy vọng mà là đời con mình nó sẽ khá hơn mình, tức là nó sẽ nhìn thấy được ánh, sẽ thấy được ánh sáng đó. Nhưng mà rồi thì cuối cùng Ngọc Thịnh cũng giống như bố mẹ. Ngọc Thịnh ở ngoài dễ thương lắm, và chắc chắn là anh chị cũng mình cái cảm giác của mình á, nghĩ bố mẹ mà không biết được diện mạo của con mình nó như thế nào. Chỉ có biết là con nó mập lắm, nó mập hơn chú Coleman. Vâng, và khi mà Ngọc Thịnh lớn lên lớp 3 tuổi, 4 tuổi thì lạ lùng là Ngọc Thịnh có một cái tài năng. Thì em cũng không hiểu được là khi Ngọc Thịnh nghe những cô chú ở hội đi biểu diễn văn nghệ thì Ngọc Thịnh lại đòi mẹ ơi ẩm dùm cho con tới cái trống đó để con gõ thử. Thì mình cũng sợ lắm, tại vì cái chương trình thì đã diệt rồi. Nhưng mà có những lúc mà hội cũng đang tập giờ thì cũng cho cháu sờ theo cái ý muốn của Ngọc Thịnh. Thì lúc đó cái bác đánh trống vừa thả cái chùi xuống thì Ngọc Thịnh cầm lên đánh theo cái tiết tấu của bác luôn. Và Ngọc Thịnh cứ đòi đi học. Thì lúc đó em cũng hơi lo là Ngọc Thịnh rất là bé, tại vì Ngọc Thịnh non tháng nên hồi đó học Ngọc Thịnh ốm lắm, nên là đứng cũng chưa được vững nữa. Nhưng mà đòi đi học trống thì sợ là các thầy không dạy Thịnh. Thì em cũng có mời thầy đến hội để mà cho Ngọc Thịnh học. Thì lúc đó là thầy cũng rất là ngạc nhiên, hỏi dạy cho ai, dạy cho Ngọc Thịnh. Thì thầy cũng nói thôi bây giờ thầy đánh thử một điệu bero hoặc là cha. Thì nếu mà Ngọc Thịnh có tiếp thu được thì thầy dạy, chứ cái này là hồi giờ cũng chưa có khi nào mà đứa nhỏ nào mà nhảy nhỏ như thế này mà thầy dạy vậy được. Thành ra khi mà thầy tiết tấu là điệu bero hoặc cha cha thì Ngọc Thịnh tiết tấu y chang là như vậy luôn. Thì lúc đó là thầy nhận dạy Ngọc Thịnh. Lúc lên 5 tuổi thì lại Ngọc Thịnh nghe những cái đài radio
lúc đó lại Thịnh lại đòi thêm là đàn guitar cổ. Thì lúc đó thì lên trên anh ông thầy thì ông nói là bỏ cây đàn lên, thì nó lúc đầu Ngọc Thịnh rồi, nhưng mà Thịnh mơ ước quá thì lúc đó cũng dạy cho Ngọc Thịnh. Thì lúc ban đầu thì Ngọc Thịnh cũng đàn lên được là 6 đầu vòng cổ rồi, nhưng mà lúc tay Thịnh còn nhỏ quá nên là đàn nó cũng bấm vô thì nó cũng hơi đau tay và lúng cái vô cái bị chảy móng tay, thì gia đình cũng lo lắm, nói thôi dụ Thịnh nói thôi đi về đi, rồi để khi nào lớn rồi mẹ cho đi học lại. Thì khi mà Ngọc Thịnh lên học trên đó rồi là Ngọc Thịnh không chịu về nữa, thì Ngọc Thịnh ở trên đó học luôn. Thì thầy thấy vậy thôi dạy cho Ngọc Thịnh, rồi gia đình cũng động viên Thịnh thôi con về đi, rồi sáng mẹ chở Ngọc Thịnh đi, rồi nhờ chú chở Ngọc Thịnh về cũng như chơi chú xe ôm á, chở Ngọc Thịnh về đó. Thì cứ dần dần học, Ngọc Thịnh học thêm rồi đàn organ, rồi đàn kìm, đàn tranh, rồi những cái đàn khác tiếp theo ạ. Kính thưa quý vị các bạn, thì Ngọc Thịnh cũng trước đó có chia sẻ với Solomon là cái nguồn cảm hứng âm nhạc cũng như là cái năng khiếu âm nhạc của Ngọc Thịnh là cũng thừa hưởng từ mẹ rất nhiều. Và mình cũng đã được chứng kiến là chị Thu Thủy có một cái giọng hát rất là sâu lắng và rất là nội lực. Và cái điểm đặc biệt là chị Thu Thủy hát cổ rất là hay. Và trong ngày hôm nay thì chị Thủy ngày hôm qua cũng có hứa với Colorman là sẽ hát trong cái buổi giao lưu ngày hôm nay với Show Diễn Cuộc Đời với Ngọc Thịnh, là chị sẽ hát bài Hoàng Tử Mặt Nám của tác giả Đăng Minh và Ngọc Huyền Thanh. Dạ, bây giờ xin mời chị lên sân khấu. Livestream trên hai nền tảng YouTube và Facebook của Colorman. Thì Colorman nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều đang rất là chờ đợi xem ngày hôm nay số tiền mà quý bà con cô bác ở gần xa cũng như ở đây ủng hộ cho Ngọc Thịnh như thế nào. Dạ, thưa quý vị các bạn thân mến, đầu tiên thì dạ, cậu bé Thanh Điền vậy quá. Thưa quý vị các bạn, thì bây giờ thì Caroline xin phép được đọc tên một số mạnh thường quân đã đóng góp thường trực cho chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Vì cái danh sách rất là dài cho nên là quý bà con cô bác cũng mong quý bà con cô bác mạnh thường quân cũng thông cảm dùm. Dạ, xin được cảm ơn Đông Trùng Hà Thảo Hector ủng hộ 3 triệu, anh Khương Dừa 5 triệu, chú BH 8 triệu. Chú Nguyễn Hoàng Sanh 5 triệu, Lê Quang Vinh 1 triệu, ông bà Trương Cơ Nguyễn Thị Năm 5 triệu, anh Minh Lê 3 triệu, cô Huệ Hương 2 triệu, Kim Loan Nguyễn 1.136.950 đồng, Stephen Hồng 2 triệu rưỡi, Đặng Văn Thanh 1 triệu, anh Minh Tô 2 triệu, Lê Ngọc Minh 1 triệu, chị Trang 5 triệu, cô Mỹ Trung 3 triệu, cô Thúy Nga ở Mỹ 100 đô, cô Huyền 1 triệu, Quang Nguyên 1 triệu, Hiệu Đàn Đức Ngân 1 triệu. Dạ, xin cảm ơn chị Thúy. Dạ, chị Phan Thị Thanh Thúy 2 triệu, anh Tân Phan 2 triệu, một mạnh thường quân giấu tên 2 triệu. Và đặc biệt trong cái
Ngày hôm nay thì ông bà Trưng Cơ Nguyễn Thị Năm cũng có gửi tặng cho chú Thanh Điền 2 triệu, bạn Nhật Võ 2 triệu, bạn Xuân Hòa 2 triệu, một mạnh thường quân giấu tên gửi 500 ngàn, mạnh thường quân giấu tên gửi 1 triệu nữa cho chú Thanh Điền, cho anh Võ Nhật và Xuân Hòa. Có nghĩa là riêng ngày hôm nay thì quý mạnh thường quân ủng hộ cho ba khách mời của chúng ta là anh Thanh Điền, Văn Nhật và Xuân Hòa là tổng cộng 3 triệu rưỡi mỗi người. Xin phép được trao tặng đây cho ba người trước. Xin gửi cho Thanh Điền 3 triệu rưỡi nha. Xuân Hòa 3 triệu rưỡi. Ủa, đưa lộn. Thôi, bằng nhau cái đó của Văn Nhật á. Thôi đổi lại đi, này của Thanh Điền nè, hai cái bằng nhau. Ừ, mình lộn. Hơi quán gà rồi. Rồi, Văn Nhật. Cảm ơn Văn Nhật, Xuân Hòa và anh Thanh Điền đã đồng hành cùng show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Rồi, đoạn tiếp. Và kính thưa quý vị và các bạn, tổng số tiền quyên góp từ xa của quý bà con cô bác mạnh thường quân, tổng số tiền là hồi nãy mình có đọc tên, nó không có đầy đủ thì Colorman sẽ công bố toàn bộ cái danh sách đó, đầy đủ tên tuổi quý danh của bà con cũng như là số tiền ủng hộ cho show diễn cuộc đời của bạn của Ngọc Thịnh ngày hôm nay trên cái Facebook của Colorman, quý vị các bạn có thể lên đó kiểm tra. Còn tổng số tiền ủng hộ từ xa ngày hôm nay là 65.431.950 đồng. Dạ, tại sân khấu này thì quý bà con cô bác ủng hộ tổng cộng là và riêng cái tiền thù lao của chương trình 5 triệu nữa, có nghĩa là tại sân khấu này số tiền mặt mà Ngọc Thịnh sẽ nhận được ở đây là còn lại số tiền 65.431.950 đồng. Thì ngày mai thì bạn Nga Xoài Chua sẽ đi ra ngân hàng và chuyển khoản trong sáng mai để gửi đến Ngọc Thịnh. Dạ, như vậy thì như vậy là tổng cộng số tiền mà bà con cô bác ở gần xa yêu thương gửi đến Ngọc Thịnh ngày hôm nay là tổng cộng là 83.631.950 đồng. Tại đây chú gửi cho con ở đây là còn cái số tiền mà bà con chuyển khoản thì ngày mai thì chị Nga Xoài Chua sẽ ra chuyển khoản cho con trong sáng mai. Rồi, con có dạ con cũng xin kính thưa toàn thể quý mạnh thường quân các cô chú. Thì hôm nay thật sự là con không có lời thơ lời văn nào để miêu tả hết cái sự xúc động hôm nay. Thì con cũng xin cảm ơn chú Vũ Điền và công ty Điền Quân. Và con cũng xin cảm ơn các anh chị trong ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn chị Uyên, cảm ơn chị Vinh cùng các anh chị đã giúp đỡ cho em để em có được một show diễn hôm nay. Cũng cảm ơn anh Xuân Hòa, cảm ơn anh Võ Nhật, cảm ơn chú Thanh Điền cùng các anh chị đã hỗ trợ cho em trong đêm nay. Thì một lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân cùng các cô chú gần xa đã giúp đỡ cho con để con có được một số tiền để con phục vụ trong công việc ăn học của con và phục vụ trong công việc mua thêm các nhạc cụ và giúp đỡ thêm cho ba mẹ của con. Và một lần nữa con xin chân thành cảm ơn ạ. Quý vị các bạn thân mến, chương trình show diễn cuộc đời tuần này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình show diễn cuộc đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của hai nhãn hàng Colorman Fashion và Colorman Foodmart. Chương trình show diễn cuộc đời được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Đến đây thì Colorman cùng các anh em nghệ sĩ hôm nay sẽ được gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình show diễn cuộc đời tiếp theo. Xin chào tạm biệt.